ສວັດດີແນ່ທ່ານຜູ້ຊມມາຄັນຊັນແນລ PTech ຫາຍງານນີ້ຍົ້ມມີວິດີໂອຫນ່ວຍມາບັນຫານແນ່ທ່ານຄື How to publish APK to Google Play Store ឬក៏យើងហៅថារបៀបនៃការ upload APK ទៅក្នុង Google Play Store ដើម្បីគេ download ប្រើហ្នឹង ជាដំបូងអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ គន្ធ search ពាក្យថា Play Store upload ហើយបណ្ដឹងឬក៏យើងចូលទៅកាន់ website នេះគឺ play.google.com/app/public វិជ្ជាស្រ័យឥឡូវយើងចូលទៅហើយដំបូងគេគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចំណាយលុយ $25 ដើម្បីទិញ account ហ្នឹងគឺខ្ញុំទិញរួចហើយអញ្ចឹង របៀបនៃការ upload គឺខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យលម្អិត ចាប់ពីដំបូងដល់ពូថាលើកមុនវីដេអូខ្ញុំមានធ្វើត្រួសត្រាសហើយខ្ញុំដល់ឲ្យដឹងខ្លះខ្លះឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើលម្អិតនៃយកគេ add application ចឹងខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ PTechKH ហ្នឹងហើយកម្មវិធី PTechKH អ្នកនរគ្នានឹងអាច download បាន ប្រហែលជានៅថ្ងៃស្អែកឬក៏អាចនឹងថ្ងៃហ្នឹងហើយមួយម៉ោងក្រោយព្រោះខ្ញុំត្រូវការ review ពី Google ដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើវា upload វាចូលខ្ញុំដាក់ technology ហើយ description យើងជិតដាក់ទៅ nhưng đã về anh chị chứ phần trên này đang ở khnì trong thơ vì ơi lọ cho này strong cái này nhỉ phone này cái đã add à. Chưa bắt châu rụp hiệp nhưng mình rụp ở đấy này mới sân châu được nông tu sập bao nhiêu toàn mình Promotion picture non screenshot nhưng mà mơ hơn lúc nào ta đã chăm tích nha nhưng đã rút ai đã rút quan bảy này nè nó open nhưng mà giờ trầm rụng nè chân giờ rụng nè nè bí bốn bộ môi nhầm đại bộ môi rụng phiệp ồ hát bà nè là nhầm khúc bì xe anh sân tất đạn nở lỡ desktop nhầm sân hóa chấm open về nè ពី6គឺ6រូបភាពនេះជារូបស្គ្រីនរបស់អេបណាយើងបង្ហាញថាអេបយើងមានអីខ្លះអញ្ចឹងណាឥឡូវកំពុងអាប់ឡូតចូលដោយសារតែខ្ញុំកំពុងដោនឡូតហ្គេមច្រើនឥឡូវវាស្លូទៅយើង ឥឡូវយើងដាក់រូប icon bỏ app ផ្ទាល់ này cái đã cứ 5 12 con 5 12 32 bit png nhưng nhìn ra file sân nhưng mà đang thay nhóm miền file là ngọt đấy cho tao nông window nhóm chắc sân
user PTech, tekan desktop. Desktop ไว้ non P main art photo trở art trở lại P mặt trời bằng tiết from lập ok mặt trời cài viên tí chân cài rút phim rồi ta chỉ pram lập P con pram lập P save à này để cái đã cứ một con phải buôn con đường pram rồi nhưng rồi lúc na là mình làm hôm phần đang được cái dương edit mày rồi nhưng mà chọn edit đây này cho đã lúc hiệu là mình sạp sạp nó có ma riêng từ một tiết sân anh em có ma đã sân hoa này hết chia này đến application thái dùng vô application bởi game dùng vô game hay khăn tên lọc app dùng thử bị ai new magazine nhóm thử bị ai nhóm dùng new magazine này để dùng nhiều mặt đã thế website email lấy chủ sở hữu đã bộ phải hà pram thì tôi nói rằng liên để privacy policy nhiều mặt toàn đại dùng những click cho nó bây giờ toàn đại dùng click mới sale với mà nhưng mà bị group á và xin cho group bị click xong cái này chẳng ở toàn này nhưng ta edit môi sân đã ấy kế này giờ tôi hôm còn phải buông con pram rồi lên edit anh này môi hơn còn phải buông pram rồi còn mà phải buông pram rồi ok, này sale mà bao nhiêu người ta đã năng mùi tiết hay rụp hiệp đi mùi tiết nên nhìn cho icon đại nhìn cho tự edit viên mà đoàn tiết cứ do bày rồi pad con đường rồi pay edit viên mà đoàn tiết ok giờ mình dùng sale mình đang tiếp mình hạ lại này create store này store listing cho mình hạ lại create này ok create chúng em trở file application chăm tính
file ខ្ញុំ đặt lên desktop អញ្ចឹង នេះ ចំណុច 1 ទៀត គឺ យើង ចូល ទៅ content writing ឃើញ គេ đặt តាម lambda ហ្នឹង ចុច អញ្ចឹង នេះ គេ đặt ថា you must return ឲ្យ ណា đặt ថា you must upload an APK before គេ ឲ្យ upload APK មុន អញ្ចឹង នេះ នៅ ត្រង់ កន្លែង នេះ នេះ app release យើង ចូល ទៅ app release មក ហើយ យើង manager product vô nè trong production nè cho manager product mô tập mô những cái add release continue yeah. Tập mô này lấy browse file chúng draw file APK nó lựa desktop như miền PTech PTK cho mình upload file lượng bàn ạ thì phần đá ấy sản xuất phía rồi hạ sập hộp chất phát cao rồi phía rồi ok description chờ đạn đã phụt save vision cho mình việc create này khi nhé create mùi tiết đấy chắc nhận chạy lơ bị review mà toàn ai start đấy nè toàn ai upload đấy chắc nhận cho content rating đầu tiết hay chạy continue nhận đã email verify email email đó tiếp hai này chỉ vào page app bao nhiêu những thứ bị a thì vẫn là em bao nhóm cứ nhiều quay nắng thì sẽ tăng nhiều những gió thằng lơ cái này cái đã refine new or education nó lên đó hai đấy những gió nó cứ nó thằng o này cứ sạch quality ấy mình sạch quality mình biết nó nó hay sell vậy mà tập mó hàng chứa select khai select rating nè chẳng apply rating nữa cứ dùng apply trong trăm cái approve đấy mà anh upload tới đăng tập bàn này chẳng chừng request tập mùi tiếp của anh ấy chừng start new quest ấy đó cứ dùng tiền tiền này policy và cái miền ấy này miền tràn chẳng bìa bà này này một tiết cứ cho được nông pricing and distribution chẳng trăng lại này app bao dương cứ dương for free để chạy this application is free hoài đấy cứ unvalid cứ ớt ai nhạt và tên nào khá ai nhạt và tên nào khá download chẳng nhầm invisible invisible cứ crop bớt đi và tại bây giờ do crop bớt chẳng cứ về tiền thì dù nông ca pro app bao giờ app làm đọc mấy nhát chưa làm đọc bấy năm hai content ad cứ chè để cái này cứ xem lại app bên trên cam bây giờ toàn miền thế có đạn nâu thôi đây là nhưng mà toàn miền này đạn nâu sẵn à này mà Chris thế bộ Chris về trò cái review yếu cho nên Chris tập bay này mà ok sell về tạm chuyện thuộc cả rong jam về ờ nữ
Ai nè, để cho ai. Nên đây tiện. Mà cái gì mới chuyện mà. Cái tao cái cái vô vì muốn bài cái là tôi là cái. Khi mà này chơi Google Play. Nhưng em sẽ ở bên đằng tiếp. Chứ mà bị thích cổ bắn. Nào thế. Mình đi dùng cho no vậy. Mình đi no. Add no được nữa. Cái ai dân rồi chờ ấy. Bài chơi. Bài kri vinh. À, đọc kri vinh. Chứ mơ về kri hạn này kri. Chẳng hạn đấy khi dân no này kri ai. Chẳng rồi rò lại. Chẳng hạn cho tớ app release. Thầm mới cho edit. Làm bài public về. Nè cái đã ready to public. Review. Chấp đám start. Nên nó confirm. Chờ mời vì IOT. Ok. Là vì chấp đám. Nè cái đã pending. Thế pending publication. Chúng ta cho tờ app này cái là pending bên nào là bị approve cái vị trình bản này. Bởi vì ở là approve suspend cái vị trình chế. Rồi có reject. Reject nó cứ dừng ai đổ app bản. Bởi dân dưới suspend. Suspend cái dừng ở này thử vừa ai về bản này. Lục hạt bản đấy. Suspend bấy cái bật account chào thêm đó. Account bật lại automatic. Ngọt khoal thà dương. Tình dương y chân này lùi tình mà phải bằng lại đi. Chân này đào hỏi rồi chăm search mơ thà. Đã phí thích kê ấy. Khơi nhờ nông Play Store rồi gọt. Giờ bây mà máu rồi có thằng ấy xài vậy nếu. Xin chỉ khơi nhờ đào hỏi chùi download đó. Nhưng nâng miền ấy thông mây được hỏi app đó. Phụ thà chúng ta lấy tao Facebook nhỏ bạn reply thì là sao là vô chứ lắm chứ mình nên là ở chat xua rồi cho ngài nhầm thử ấy à chat nó không em đang mang của em đang miền chat miền ấy nó không đang hơi nhầm đừng missy alert từ rồi bây giờ nhầm upload video nó không em đang chứng mình tập đang thế rong chăm này ca approve và app PTechKH nè, nè nông Play Store tặng học này hay download phong, hay chui comment nè khẳng cầu video bao nhiêu mà, chúc anh em nè video cài, bye bye.